đội Thác Công Lipa, nước thân thể của nước bạn lên của mày. Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải Nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình. Tiếp tục hôm nay cũng là một cái con game là ERA of Logenkia. Và ngay và luôn một cái con nhân vật quyền dương GF. Nói về cái vị tướng mà GF thì có rất nhiều chuyện để cho anh em chúng ta bàn luận và tìm hiểu, moi móc ra những cái thông tin để làm sao cho nó mạnh nhất có thể. Và ngay và luôn hiện tại cái phiên bản bây giờ, phiên bản của một cái con game mobile đã kìm hãm sức mạnh của em ấy, thì chúng ta từng bước một để nâng cấp cho em ấy lên là tối ưu quá như có thể. Thì hôm nay vào trong đây vấn đề chính đó, thì mình sẽ review cho anh em là một cái bộ nhẫn mà nó sẽ theo cái hệ tăng sát thương tuyệt đối, là một bộ nhẫn và một cái dây chuyền thì nó sẽ tăng tuyệt đối cho chúng ta. Làm sao thì nhiều anh em hỏi mình có nên làm đúng hệ theo yêu cầu của bếp danh không. Ở đây người ta đã sắp xếp anh em được một cái hệ đó là sao, là một cái nhẫn băng, nhẫn gió và kèm theo đó là một cái dây chuyền kỹ năng. Thì cái bộ đó là giúp cho cái con nhân vật vật lý nha. Còn cái con nhân vật phép thuật thì chừng nữa mình sẽ làm sao. Hiện tại thì mình sẽ nói về cái con vật lý trước. Thì ở đây là mình đã có cái bộ đồ, thì mình đã có review cho anh em rồi. Đây cũng là một cái bộ đồ làm 6 sao cộng 9 thôi. Cho nó mình sẽ gom lại những cái viên ớt, mình đập lên cái này cho nó cộng 10 nha anh em. Lưỡng lự quả anh em ạ. Hôm nay không có ớt, có ớt thì mình chỉ phá lung tung thôi. Chứ nếu mà có ớt thì mình sẽ đưa lên 10 và quyết định mình sẽ chừa ớt lại để mà mình đập lên cộng 10 cho nó tròn trịa nhất có thể. Qua vào cái vấn đề chính là mình sẽ review một cái bộ ba tăng thêm một cái lượng tấn công cho con đam vật lý. Và các anh em hỏi là sửa độ sao, nhẫn và dây chuyền sửa sao? Ủa, trong đây nó có tự động sửa đồ mà, nếu mà các anh em sửa không kịp nó phật qua cái chế độ màu vàng. Ví dụ là cái win này đây, nó phật qua chế độ màu vàng là nó không còn tác dụng nữa. Thì các anh em tháo xuống cho mình, chứ đừng có quất nha, tháo xuống thôi, bỏ tội mình lắm. Các anh em tháo xuống như vậy, các anh em về cái map là Logenkia lợi ông thợ gan, bấm vô là sửa đồ và bấm vô một cái mục là sửa ALL là sửa tất cả hết là sẽ được nha. Cái đó nó rất là dễ anh em. Nhưng mà một số anh em hỏi cái độ hư sửa ở đâu? Nó sửa thẳng trên con nhân vật luôn. Và ở trong mục này nó có một cái chế độ cho chúng ta sửa đồ ở đây nè mà, sửa vật phẩm. Các anh em tích vào trong đây nè, nó sẽ sửa vật phẩm cho anh em nha. Mình sẽ tích mấy cái này vô để và quay lại một cái vấn đề chính hôm nay để mà review cho anh em tăng cái điểm mạnh nhất cho cái con là GF. Hiện tại nó bị kìm hãm rất là nhiều luôn, trong khi đó cái con DL nó chỉ là 50 master, nó quánh hơn 20k đam, có khi nó nổ lên là 25 hoặc là 30k. Con DL của mình hiện giờ đang farm luôn, mà cái con này của mình á là cái master là 199, quánh không lên nổi 25k, dọn dạng chỉ 21, hên lắm thì lên được 22, còn không thì chỉ 21, 17, 21 không mà không có thoát khỏi cái số 21 luôn. Bộ cái số 21 đẹp lắm hay gì mấy ông. Nhưng mà các anh em tính cho kỹ nha, mình nói nhỏ nhưng mà các anh em nhìn cho kỹ nè, và các anh em hình dung vô để mình lấy một cái ví dụ nhỏ và đơn giản nhất cho các anh em. Ví dụ cái con cung là nó cũng yếu y chang cái con ghép luôn, nó bắn mỗi một lần bắn của nó là 7k đam, là mình tính một mũi bắn nó 7k đam, nhưng mà nó bắn một cái là skill ngũ tiễn 7 năm nhiêu năm, 7 lần năm nó lên gắt là cao nghe. Tại vì một mũi là nó 7k đam mà nó bắn ra là một lần là 5 mũi, thì các em tính coi. Ví dụ cái con quái này mình chọt một lần 7k, mình chọt 5 lần nó mới chết. Thì trong khi đó cái con cung nó bắn một cái 7k, các anh em thấy ùi đam con này nhỏ xíu gì biết gì nào mới chết, nhưng thật sự nó bắn nhanh hơn rất là nhiều. Tại vì con GF đây, và nói lại nói tới phải nói lui, và mình sẽ chứng minh sống cho anh em biết luôn. Đây, người thật việc thật, cái con GF tuy một lần dậm của nó chỉ được có 15, 17, 21, nhưng mà các anh em thấy nè, ảo ảnh liên hoàn của nó bu vô rất là nhiều. Còn gọi đó là một cái đam kép hoặc là một cái đam nhân ba. Các anh em khỏi cần cộng gì quá cao sang, là cái con GF nó là hơn cái con Magit. Con Magit các anh em cộng tóc càng nhiều nó mới được nhân 2. Còn các anh em phải biến chế cái master cho giữ vô mới được nhân 2. Còn cái con GF nội tại của nó đã được nhân 3. Vì nó đã sử dụng một cái kỹ năng là ảo ảnh liên hoàn. Ảo ảnh liên hoàn thì nó có một cái đam kép hoặc là một cái đam nhân 3. Nhưng mà đam nhân 3 rất là ít. Các anh em phải cộng anh ghi cho nhiều vào. Đam nhân 3 nó sẽ lên liên tục và nội tại của nó là một cái đam kép. Nên các anh em khi farm các anh em thấy cái lượng đam nó nhỏ nhưng mà con quái nó mau chết lắm. Các anh em thấy không?
khi mà mình quánh ra cái đam nó nhỏ xíu à, nhưng nó bươn con quái cực kỳ nhanh. Con Nách King đi, con Nách King thì cái lượng đam nó hiện giờ là to nhất server, nó là bố của server, là chùm server. Nhưng các em thấy không, nó chọt hai ba cái nó mới chết, còn trong khi đó là cái con ghép nó chỉ là giả giả giả, nó chỉ ra có một kill thôi, mà một kill của nó là được nhân hai nhân ba. Các em hình dung nó như là một con cung nữ, nếu mà mình bắn là nhất tiễn xuyên tâm là chỉ có một cái, mà phải không, các em bắn ngũ tiễn thì nó ra được 5 lần, một lần nó là 7k thì 5 lần nó lên bao nhiêu k, rồi con này cũng y chang vậy luôn, một lần nó là 17k, mà trong khi đó là cái đam kép nó sẽ lên là 14k, và nó thêm một cái đam nhân 3 nữa, rồi nó lên bao nhiêu. Nên như vậy là mình vào trong đây mình chia sẻ cho các anh em luôn, thì các anh em biết là so về với cái thời điểm hiện tại, không phải mà mình binh phe mình khen nó mạnh, nhưng mà các anh em chấp nhận chơi trải nghiệm và có một cái niềm đam mê con ghép thì cứ mạnh dạn chơi, mình thích con nào mình cứ đầu tư chơi con đó, là nó không có bị thiệt thòi, nó không có một cái bất cập về đú theo trend. Ví dụ người ta đang chơi DK ầm ầm đang khỏe, các em ù nhào vô sắm đồ DK lên 30-40 m vô, nó hơi quá anh em, 30-40 m vô thì các em bỏ đó, rồi DK làm gì giờ, tới giờ boss thì lôi ra đi boss, còn lụm lụi cụi đi farm mấy con GF chi vậy, không có hiệu quả. Cứ về thích GF cứ rớt lúa lên đồ trải nghiệm GF, nếu mà mình BK né con DK ra, con nào mình cũng lụm hết, ngang đồ với nhau nha, con nào cũng lụm hết, né con DK ra thôi. Thì như vậy mình, tại vì ngay thời điểm hiện tại có con DK nó quá trời khỏe, nói quá trời nói thì người ta nói là nói nhiều, giao vấn đề chết. Ở đây là mình có một cái dây chuyền kỹ năng, ở đây là cái dòng dưới đây là dòng HP cần thiết để đi BK. Các anh em thấy nè, khi mà mình đeo cái dây chuyền HP vô, người ta nói là 30% cơ hội phục hồi hoàn toàn HP là BWB chứ không phải là đi farm quái. Tiếp theo là mình có một cái nhẫn nè, nhẫn gió cộng 7. Ở đây là một cái dòng phụ của nó là cái dòng là phản hồi sát thương. Tiếp theo mình sẽ có thêm một cái nữa đây, một cái nhẫn băng cộng 7, ở đây là phản hồi sát thương. Ở những phiên bản khác cái lượng đam nó quá to đi, người ta không cần tính cái lượng đam ẩn của một cái bộ ba này. Đam ẩn là sao, khi các anh em kết hợp là nè băng gió và một cái ben kỹ năng, thì kết hợp cái bộ ba này lên, chừng nữa mình sẽ ghim lên cái màn hình, vừa ghim màn hình và mình sẽ phân tích cho anh em biết, khi mà chúng ta dùng hai món, ví dụ chúng ta dùng hai món cùng hệ hai cái chiếc nhẫn này, thì nó sẽ cho chúng ta là lực tấn công tối đa cộng 40%. Thì cái lực công, tại vì con chiến thì phải tính là lực công, còn con phép á, thì mình sẽ tính bên phép thuật nha. Và khi chúng ta sử dụng là một nhẫn và một dây chuyền thì nó sẽ tăng lượng sát thương đam vật lý lên là 15%. Cái đó là tuy nó rất là ít nhưng mà ở một số xe sầm thấp thì người ta áp dụng vô cái này, người ta hơn thua với nhau nhiều. Anh em rất là cay cú. Cay cú vì sao? Là anh em không có lên một cái bộ ba cho nó chuẩn. Vì ngang đồ với nhau, ví dụ anh em có là một cặp găng tay ở hệ cấp thấp và một cái bộ đồ ở hệ cấp thấp, cũng đồng thời là một cái win một, thì người ta có một cái bộ ba chuẩn chuẩn là nè băng gió hoặc kỹ năng, thì người ta sẽ hơn đam anh em. Nói túm lại nhanh gọn lẹ và dễ hiểu. Còn các em nè, cứ lấy nè, ví dụ các em cứ lấy cái dòng thí đại chơi, cái dòng ở trên các em lấy đất nè, lấy lửa, các em chỉ lấy một cái dòng phụ là phản sát thương. Đúng là cái dòng phản sát thương nó cũng cần, nhưng mà mình phải cần thiết cho nó luôn một cái đam ẩn, tại vì khi mà thằng kia nó tán hai tán, thằng này nó tán một tán, thì thằng nào lợi hơn, cái thằng hai tán nó phải lợi hơn rồi anh em. Và cái dòng phụ này cũng rất là cần thiết, đây phản hồi, tại vì mình đi theo một cái xếp phản thì cần thiết cho một cái phản cho nó lục lọi kiếm, làm sao cho một cái nhẫn gió này phản 2% nữa, rất là đẹp luôn nha anh em. Đây là một cái bộ ba mà anh em đã ở đầu game hỏi mình rất là nhiều, và mình nói một cái câu nôm na dễ hiểu, không biết anh em có hiểu không, mình nói là cứ lấy cái dòng phụ cho ngon. Cái dòng phụ cho ngon các anh em không biết cái dòng phụ là dòng gì, ở đây nè các anh em cứ lấy là giảm sát thương. Khi mà các anh em ở những con class khác thì các anh em lấy là giảm sát thương, ngoài cái con DK ra thì các anh em lấy cái nhẫn phản, hay cái này cứ việc lấy giảm sát thương. Tại vì mình nói là khi có những cái dòng phụ ngon là nó sẽ ngon, tại vì ở trong tin nhắn là mình không có thể nào mà mình nói rành mạch chi tiết từ cái thuộc tính như gì được. Nên những anh em nào mà có xem được cái clip này á thì rất là may nha. Chừng nữa mai mốt mà có trải nghiệm những cái con xe sành thấp hay là mới vô game thì cố gắng lục lạo lại cái clip của mình coi, đặng biết ừ tại sao mà mình thua là cái vấn đề như vậy đó anh em. Tại ngay thời điểm cái con GF của mình á thì nó cũng khá là tốt rồi, nó không phải là cùi đâu, nó chỉ cùi là cùi cái này thôi, nó chỉ lép là một cái win. Nếu hiện tại cái win này nó ép lên cộng 9 nữa thì cũng không có ngán bố con nào đâu. Nếu một mai này mà có lúa là sẽ lên hẳn luôn một cái win 2. Cái win 2 của cái con GF và con cung nữ hiện giờ á, thì nó cũng xem với nhau, nó cũng tầm đâu đó là hơn 3 mét chút xíu. Nếu mà các em mua một cái win lõm thì không tới 3 mét đâu, chỉ một mét mấy, 2 mét đảo lại là được. Nếu mà mua cái win cùi nữa thì hơn một mét tí xíu là đã có rồi anh em.
nhưng mà cũng chưa có cần thiết đầu tư ngay cái thời gian bây giờ. Ngay thời gian bây giờ các anh em nào mà thích gớt lúa lên nâng cấp đồ thì các anh em hãy là dò tới dò lui cho kỹ, đắn đo cho kỹ. Như ví dụ các anh em mua một cái trang bị ở ngay cái thời điểm hiện tại đó là 6 sao hiện giờ, các anh em ép đồ ra 7 sao cũng được đi, nhưng mà chưa có mặt được thì các anh em ở mua một cái giai đoạn là 6 sao luôn. Nếu mà muốn mạo hiểm thì các anh em mua 5 sao cho nó rẻ rồi các anh em nâng cấp lên 6 sao. Còn nếu mà các anh em không muốn mạo hiểm, muốn một phát ăn luôn, muốn ăn chắc mặt bền thì các anh em phải đầu tư hẳn một cái set đài, đầu tư hẳn một cái bộ đồ như vậy, cộng 9 cũng được, cộng 11 càng tốt. Thì ở giai đoạn hiện tại thì đa phần anh em chơi cộng 9, còn những anh em nào mà khá giả Dubai hay là thích mạo hiểm thì người ta sẽ lên 10, 11, 12, thậm chí 15 luôn cũng được, nhưng mà 15 thì mơ đi, 15 hiện giờ nó cực kỳ là ảo luôn. Nếu anh em nào mà có thừa khả năng thì người ta mới là up được, còn nếu anh em mình mà dân cài cài lên không có được bao nhiêu, đập xịt một cái phải cắm đầu cài từng này qua từng kia mới đủ nguyên liệu để đập tiếp. Nên các anh em mình có một lời khuyên là các anh em muốn ăn chắc mặt bền thì mua hẳn luôn, còn nếu mà các anh em muốn nâng cấp lên tự tay mình làm nên tất cả thì các anh em mua một cái phôi thì rẻ luôn. Ví dụ các anh em mua một cái phôi nào nâng cấp được từ 3 sao sẽ được nâng cấp lên, các anh em mua một cái phôi của chế độ là 3 sao các anh em nâng cấp lên 4, 5, 6. Cái đó là mình chơi mạo hiểm. Nếu mà mình trải nghiệm biết được một cái cảm giác hồi hộp, biết được những cái công sức cực khổ mà các anh em đi vô ép giá. Ví dụ người ta đã đung ra được một cái bộ đồ 6 sao như vậy, các anh em vô trả 500 ngàn bạn ơi, hay là 300 bạn ơi, các anh em bỏ ra 300k hoặc là 500k các anh em mua nguyên liệu đi. Hứa với các anh em luôn, không đập được cái bộ đồ như vậy, đảm bảo anh em. Trừ khi là những anh em nào mà người ta hên hoặc là ở một cái chế độ nào đó người ta quá đỏ đi, người ta đập ra. Cái thứ nhất là người ta đi buôn, người ta đập lên người ta đi buôn để người ta kiếm lời. Còn cái thứ hai người ta bán rẻ, tại vì người ta chán con nhân vật đó, người ta mới bán rẻ cho anh em để các anh em mới có đồ, các anh em sở hữu, các anh em mới sử dụng được, chứ không có đồ rẻ đâu nha anh em. Nếu mà đồ rẻ bây giờ hiện tại đúng là nó đang rẻ, nhưng mà rẻ với những cái mặt hàng nào mà nó cấp thấp. Còn nếu mà cấp cao mà ở con Galaxy Hot bây giờ cũng không có quá rẻ, nên các anh em nói ừ đầu tư cho cố cho con game nó sập bây giờ chưa sập đâu anh em. Tại vì các anh em thấy nè, có tính năng socket nè và có đồ 380 nữa, làm sao mà sập được, ít ra cũng phải hơn tháng nữa mới sập chứ không phải sập liền sao anh em. Các anh em đừng có sợ anh em à, nếu mà mình thích con nào thì cứ việc gớt lúa nha. Cái này là mình không có ai mướn mình hết nha, tại vì là mình vào trong đây mình thích review là mình review thôi. Ở những con game khác á thì người ta có thuê mình, nhưng con game này mình không biết AD là ai luôn á, tại vì cái con game này người ta chơi nhiều, người ta yêu cầu nhiều nên mình làm. Mình nói với anh em là cái tiêu chí là cày, anh em nào không cày được anh em gớt lúa thì có thể là gớt lúa nha, còn anh em nào có thể cày được thì cứ cày. Mình có một cái gui cày cuốc, anh em có thể là vào trong một cái gui long ban cày cuốc, có một cái nhóm Zalo tối ngày lên trên đó chém gió chém mây tối ngày luôn. Anh em nào thích thì vào ở trong cái gu của mình nha. Cho nó cái đường link thì mình sẽ để ở cuối phần cái video này, các em có thể là vào trong phần comment nha. Và mình cũng có một cái bảng điểm cộng khác lại cho em ấy, nó cực kỳ là trâu, cái lượng đam của nó không thua kém về cái bảng bôi in lúc trước. Đây, vào trong này cho anh em xem. Thì sức mạnh mình sẽ cộng vô cho em nó là 740, nhanh nhẹn mình cộng cho nó là 10k9 và thể lực mình cộng cho 10k. Thì đâu đó lúc trước anh em nhớ không, ở nhanh nhẹn mình chỉ cộng là 7k 8k, còn bao nhiêu mình dồn hết vô thể lực và năng lượng mình chỉ cộng 500 vừa đủ lấy boost thôi. Tại vì ở trong cái con game vi nội tại của cái con GF, cái phiên bản này, các anh em cộng 500 cũng được, 1k cũng được và 10k là không được, anh em biết nhiêu không? Tại vì nó chỉ boost lên chỉ số 100% ở đây, lực hình thể 100%, các anh em cộng vô trong đây 1k nó cũng là lực lên 100%, và các anh em đưa vô 1k5 2k nó cũng là 100%, nó không có lên nữa nha anh em. Nên mình chỉ đổi cái chỉ số là 1k đảo lại thôi, nhưng ở đây mình sẽ đổi 500, thể lực có HP mình sẽ đổi 10k, nhanh nhẹn thì mình đã là 10k9, còn trên đây sức mạnh thì mình đổi cho em nó là 7k4. Ở đây nếu mà mặc đồ được thì chỉ có là 7k ngoài thôi, nhưng mà mình đợi 7k4 cho nó đẹp, cho nó tròn. Các anh em thấy từ trên tới dưới không có lẻ một cái chỉ số nào hết, nó tròn do nó tròn hình luôn, rất là tuyệt vời nha. Và các anh em hoang hả vội đi đâu hết, các anh em vào trong đây cho mình. Và đây là một cái bảng điểm master cực kỳ mới mà mình đang nghiên cứu, ngâm cứu và cho ra một cái sản phẩm mà nhiều anh em rất là mong chờ. Những anh em nào mà fan của cái con GF thì vào trong đây để mà mình chung vui góp ý
xem là cái bảng master của mình còn thiếu sót cái gì. Anh em có thể là comment nói là cái ô nào thiếu và cái ô nào thừa, các anh em có thể là comment nha. Những lời comment của anh em thì sẽ là một cái động lực rất là lớn để mình tiếp tục phát triển một cái đam mê của mình, để mình truyền đạt tới những anh em chơi sau. Qua cái dòng tấn công á thì các anh em biết làm sao cho nó mắc binh rồi đó. Thì tại vì cái lượng đam hiện giờ anh em nào cũng nói là nó bé, nhưng mà mình nghĩ là nó không bé. Và mình cộng như gì để cho các anh em tham khảo, thì cái top C mình sẽ cộng cho em nó là full đam. Ở đây là mình đổi cộng vô cho nó là 20k khi mà chúng ta khi đi BK tránh hiện tượng là bị mid liên tục, thì chúng ta vào trong này 20k. Và cái ở đây thăng hạng được một cái sát thương khi chúng ta dùng một cây nắm đấm, thì ở đây là tăng lên mắc pin luôn. Nếu mà ở đây có cái chế độ mắc pin luôn á thì mình sẽ cộng cho nó mắc pin, nhưng mà cái chế độ này không có mắc pin. Nếu mà nó nằm ở chế độ 20 thì mình hứa với anh em lượng đam của con ghép không có bé đâu. Tại một số phiên bản của BC cái cột này người ta cho cộng lên tới 20 lần. Vì sao mà BC cái con ghép là vua là chùm, thì các anh em nhìn vào cái chỉ số này mình liên tưởng tới. Ở đây nếu mà được 20 là mình sẽ cộng lên 20 như những cái phiên bản khác, nhưng mà 10 thì thôi. Và tiếp tục nè, ở đây cũng được và ở đây cũng được và bên đây cũng được. Ở đây là mana, SD và HP nhưng mà không được, cộng như bên đây 10 điểm. 10 điểm này để làm cái gì anh em? 10 điểm này đó là những cái điểm thực sự khi anh em búp lên cho con nhân vật của mình. Ở đây là mình búp lên nó cũng vẫn có điểm nha. Để mình búp lên cho anh em xem. Hiện tại là ở đây nè, anh em thấy nè, mình sẽ búp lên nè. Đây, mình sẽ búp lên cho anh em thấy, mình sẽ búp một cái thể lực qua giao một cái bảng điểm. Hôm nãy các anh em thấy không? Bảng điểm của mình chỉ tròn là có 10k. Mình búp lên một cái nó sẽ lên là 10k lẻ 200. 200 nghe anh em chứ không ít đâu. Các anh em biết gì xong? Ở đây như ví dụ các anh em liên tưởng đây, một cái găng tay nó chỉ có là 1% thôi, nhưng mà nó vẫn hiếm, vẫn mạnh bình thường. Như điển hình là cái con sum bây giờ, những cái dòng khác đều là phế hết. Còn cái dòng mà gia tăng sát thương 1% thì hiện tại những anh em nào chơi sum đang lùng sục kiếm, và ở ngay thời gian bây giờ không cần đủ trang chừng nào cho người ta xài như tử hết đi rồi tới lượt mình. Đó là một cái chứng minh sống nha. Khi mà chúng ta búp vào ở trong những cái chế độ như vậy, chế độ là mana, SD và HP như vậy á, thì nó cũng không có hiệu quả. Cái này biết sao? Tại vì ở đây là người ta đợi rất là rõ ràng. Khi chúng ta này là đi farm quái mà. Đây, đi farm quái chứ nó đâu có thực dụng vô trong BK đâu. Nếu những cái nào mà thực dụng vô trong BK thì các anh em nên sử dụng vô đó. Tiếp theo là mình sẽ cộng vô đây. Lúc trước thì mình cộng ở một cái chế độ khác. Các anh em biết gì sao khác không? Mình cộng vô đây 10 điểm và mình tạt ngang qua đây. Và bây giờ mình không lấy như vậy, mình sẽ lấy cho nó mắc binh hai cái chỉ số này. Hai chỉ số này mình sẽ cộng lên 10 hết và mình không tạt qua đây nha. Ở đây mình sẽ lấy như vậy. Khi tấn công đối phương thì chúng ta có khả năng là hoàn toàn hồi phục HP. Ở trong đó mình đánh một đam không trúng, mình đánh hai đam không trúng, nhưng cái đam thứ ba là vào thẳng trong cái mặt của nó một cái bờ, thì cái lượng HP của mình nó sẽ hồi lại. Thì chúng ta khi BK dùng ảo ảnh liên hoàn thì cộng vô đây nó rất là lợi nha. Và có một cái điều nan giải mà nhiều anh em, thậm chí mình luôn, ngay cái thời gian ban đầu mình bị ngu ngang. Vì sao? Mình sẽ phân tích luôn. Ở đây là mình cộng cái dòng này cho mắc binh là được. Đây là tỷ lệ sát thương để cho chúng ta có được một cái điểm gấp đôi. Gấp đôi á thì cái con GF của mình là nó đã có cái đam kép rồi. Cho cái này nó mắc pin lên nữa đặng mình lấy một cái nhân ba cái đó đó. Và cái này những con khác thì cộng ngoài con GF ra đừng có cộng vô trong đây phí. Tại sao? Tại vì mình búp lên được một cái là mana lúc rồi, mình búp lên được một cái xuyên thấu, mình không cần phải đưa vô trong đây anh em à. Vô trong đây nó sẽ phí, rất là phí, các anh em đừng có cộng vào trong đây nha. Mình đã chợt nghĩ lại, tại vì cái con GF mà nó có một cái boost là đã xuyên giáp anh em rồi, nó đánh thẳng vào trong HP rồi, cộng vô trong đây để loại bỏ phòng thủ đối phương để làm cái gì? Con GF nó đã đánh thẳng vào trong HP rồi, nên các anh em có thể là chừa điểm đó để mà mình đi qua cái khác. Và ở đây cũng vậy, chiến của chúng ta thực chiến ở đây là sao? Lúc trước mình đã test một cái là cái chỉ số nó hơi bị nhầm lẫn chút xíu, cũng cái tội tà lanh tà lẹ. Tại vì các anh em biết sao, khi chúng ta sử dụng hai cái vũ khí thì đam của chúng ta sẽ bị phích lại rất là nhiều. Khi mà chúng ta cộng như vậy, anh em có thể là cộng như vậy, các anh em bỏ cảm ơn bỏ ra một cái vũ khí cho mà rồi, các anh em sẽ thấy cái hiệu quả của nó cực kỳ là cao nha. Mình sẽ tập trung cộng vào bên đây là mắc đam và bên đây là phụ trợ kỹ năng cho mắc đam. Và cái lượng thủ thì mình ưu tiên mình lấy cái này trước cho nó lên 20, đặng lấy một cái phòng thủ khi BK. Còn mấy bên đây Phan hãy nghĩ tới, tại vì hiện tại các anh em biết vì sao mà Phan cộng cái tab này không? Đây nó là như gì nè, nó vô trong đây là cái HP của mình nó lên 10k rồi nè, các anh em thấy không? 10k HP ở trong đây thì cái chỉ số của mình ở ngoài nó lên là 45k, nên cái tab thủ là mình Phan dẹp qua một bên. Cái hướng trước mình cộng nó không có khả thi, qua cái hướng bây giờ mình cộng thì mình thấy có khả thi rất là nhiều. Anh em có thể là vào trong đây để test
để tìm hiểu thêm giúp mình nha. Những anh em nào có thông tin thủ thuật gì hay hãy mạnh dạn comment vào cuối phần video giúp mình nha anh em à. Và hôm nay là có một số thông tin cơ bản để chia sẻ với anh em, một cái sửa đồ rất là whip nè, và một cái bộ ba huyền thoại mà các anh em nên cần biết, nên cần tìm hiểu. Những cái này nó sẽ có thông tin cần thiết ở trên một cái Google, anh em lên trên đó gõ là sẽ biết hết. Một cái bộ ba nhẫn để tăng đam cho cái con vật lý và một cái bộ ba tăng đam cho con phép thuật. Và cái đó là mình chia sẻ một số thông tin về thích con cờ lát nào thì chơi cờ lát nấy. Và thứ ba là mình cho anh em xem một cái bảng điểm mà mình đã cộng lại. Và cuối cùng là một cái bảng master mà mình đã mới vừa cộng ra và mình thấy nó khá khá là hợp lý. Thì các anh em xem tới đây thì cứ mạnh dạn comment cái bí nha. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.